Hello em. Nhìn em ăn mặc vậy là thấy em nghèo. Nói gì kỳ anh trai, em mà nghèo gì? Nhìn em nè. Vậy sao nghèo? Có tiền á. Để quên nhà rồi. Không biết là em có muốn chơi trò chơi con mực không? Chơi anh chơi. Ủa chơi trò chơi. Chơi anh. Vô rửa mặt cái coi. Rồi, đái cái. Đó, nhẹ người đó, giờ chuẩn bị ra chơi. Em ơi, hình như vướng gì em ơi. Hình như bị vướng gì, anh cũng bị cầm cộm gì á. À cái bật lửa của em đó. Bật lửa của em, đi từ từ em lâu bật. Nhé cái bật lửa đi chi vậy má. Ủa anh chị có vô đây chơi không, hay là anh chị ở đây làm gì ạ? Ủa làm gì ạ, người ta đang gian díu rồi làm gì vậy? Không, em thấy tự nhiên là anh muốn thử không, anh vô trọng đây anh thử. Không, nhưng em nói nè, cái cức á là nó phốt pho mà anh chị bật lửa trong đây là nó cháy á. Ủa vậy hả? Ủa chưa chơi mà chết rồi đó. Ủa nhưng mà anh không biết mấy cái này là anh đừng có tự nhiên cái anh lại cái anh xí xí chuyện của người ta à. Không, em lo cho anh chị, sợ anh chị chết trước á. Cái này phòng riêng mà tự nhiên cái anh cái chọt vô. Thôi mà cũng sắp tới giờ chơi, anh chị ra ngoài chơi với em đi. Thôi đi ra em ơi. Kéo quần lên em ơi, kéo quần lên. Quên, kéo bắt đi ạ. Nhét cái hộp quạt vô lại luôn nha. Ủa anh, rồi thí dụ á, lát nữa có chuyện gì anh nó bảo vệ em không vậy? Không, đều em có anh lo hết. Anh em có đứng sau cho em đứng dai là được. Ủa chào hai bạn cũng tới đây chơi hả? Chào bạn, à đúng rồi. Ôi ngon như thế lộn. Đi ra ơi, sắp ra. Để anh đứng 1 mét nha, đứng sau 1 mét cho tôi. Hai bạn này là nam mà sao ghen dữ vậy trời. Chắc vì anh hỏi gì người yêu tôi. Được chưa? Em đi ra. Không, tụi em là bạn thân thôi chứ không phải người yêu đâu. Anh có người yêu chưa? Nói gì em được nha. Anh chưa em. Em nói gì em được nha. Tôi đập đầu đi lên cường, tôi chết cho tôi đâu. Chết đi. Anh ơi. Chết đi cho có anh, tiền. Đây chưa có nhà, tiền. Giờ tụi mình đi chung đi rồi có gì chúng ta chia tiền nha, được không anh em? Rồi. Đó thôi. Ôi chào bạn. Cũng tới đây chơi hả? Dạ em chào anh. Nhìn em nhìn khờ quá vậy em. Thú thật với anh, em là sinh viên nghèo. Em vô đây kiếm chút tiền để mà đi học à. Rồi lỡ mày chết rồi lấy gì mày đi học nữa. Trời ơi anh coi thường em vậy anh. Cho anh biết là em có đem theo linh vật may mắn của em đó nha. Trời. Thôi giờ vô chơi đi. Trên giờ này thì chú giới với cái là như mình nên làm cái ưu tiên tiêu sinh này. Bác sĩ là người giữ mà thì nên cái nhà mình cái gì không tiền người này gì đấy. Đi em đi thôi trai ơi. Đi nhanh nè. À mọi người ơi, để chơi trò chơi đầu tiên nè. Tôi nghe nói là hả chơi cái này nhiều tiền lắm nha. Nhưng mà có ai biết là chơi gì không vậy? Anh trai biết chơi gì không anh trai? Trời ơi, ai biết được không? Trời. Sao biết? Mấy cái này dễ mà, mấy cái trò chơi toàn là kiểu mà nhảy dây rồi quýnh bài. Nhỏ thôi. Dễ lắm. Tôi đánh bài hơi bị kinh luôn á, tôi đánh đánh là tiền vô rồi. Nhiều á. Anh đánh bài anh về sớm anh đánh đi chứ anh ra đây anh đánh làm gì? Rồi tại vì tôi hết tiền đánh bài tôi mới vô đây á. Trời ơi, súng của bên này to quá nè. Vậy là anh vô đây đánh bài để anh kiếm tiền về sớm anh đánh bài tiếp, đúng không? Đúng rồi anh. Đạt được vô địch. Chơi như thế nào vậy? Tôi biết cái game này là bạn ơi. Cứ chạy nhanh thiệt nhanh. Cái này dễ mà, cứ chạy nhanh. Tôi biết cái game này là game dễ ẹt luôn à. Có cái linh vật này trong tay, bảo đảm game nào cũng thắng hết.
Vô luôn em ơi, vô luôn em ơi. Đi đi đi, chạy. Trời ơi, cái game gì dễ trời, đi thẳng một đoạn không có gì xảy ra luôn á. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Đi đi ơi. À, chết rồi. Ôi, bắn người kìa. Bắn người kìa. Bắn người kìa. Bắn người kìa. Ủa chết quá trời luôn, chết quá trời luôn kìa. Chạy đi. Đừng thấy cứ đứng theo anh em, cứ đi theo anh nha. Lo cho em được. Anh đẹp trai bỏ nghe, anh đẹp trai. Thôi em ơi, đừng lo đi em ơi. Đi em ơi. Dìm. Đi. Không giúp đi nữa mà. Mày vẽ em ơi, về vòng tay của anh nè. Đi em đứng, em đứng. Anh Trang, đưa ta đây, để tôi kéo vô em Trang. Kéo tôi vô. Vô. Ghê quá. Trời ơi. Người yêu anh cháu này kìa anh. Em ơi. Anh kêu à, em giảm cân đi, chạy cho nhanh mà. Em không kêu giảm cân được. Anh cứ nhiều vô giờ chạy. Gần tới rồi. Cái này là ló cái bụng ra nè, nó bắn lòi bụng nè. Ăn cho nhiều vô, nói bao nhiêu lần không nhiều. Chán. Tôi buồn anh có thể cho tôi mượn bà già được không? Khóc đi anh. Người yêu tôi chết. Nói chung mà người yêu anh cũng góp được là 100 triệu vô thì là cũng được. Tại tôi cũng không liên quan đến người yêu anh. 100 triệu anh, 100 triệu. Ôi vậy thôi mình kiếm người yêu mới được anh. 100 triệu. Hợp lý không? Đó anh em mình bắt tay. Được anh ơi. Ủa mình này bắt nới nha. Ủa nhưng mà canh, mấy người kia chết mà. Hết luôn hả ta? Đúng rồi. Mấy người kia đâu ta? Nãy giờ tôi thấy anh Long về đây ta. Cái anh gì với cái chị gì á. Đúng rồi. Trong cầu tiêu nãy tôi thấy làm gì ghê lắm. Cầu tiêu làm gì ghê anh kể tôi nghe được. Làm gì mà hả, nhét cái hộp quẹt vô á. Sợ quá trời. Nhét hộp quẹt vô. Ờ. Còn 14 người à. Ê à. Ủa tôi đâu, không có avatar của tôi à. Anh số mấy? 4422. À đây tôi. Đây, anh đây à. Ủa sao anh nháo vậy ta? Ủa anh có khác gì đâu, y chang. Ủa anh biết trò chữ thứ hai chơi gì không anh? Tôi đâu biết đâu anh. Giờ tôi hơi lo anh. Giờ có gì đáng nữa mà tôi bắn anh chia đạn cho tôi được không? Mình đâu, hình như là họ chơi cái trò khác chứ đâu phải chơi trò đó nữa. Ui, sát anh nào ở đây hả? Trời ơi. Ui, chưa kịp chơi mình xỉu rồi. Vậy đi nhanh anh ơi, nó bắn đó. Đây má anh vuông anh chọn cọc lắm á. Ui, cái này là sao anh? Mình chắc chơi cầu tuột á, chắc kia cầu tuột anh. Đây. Trên đây tuột nè. Ôi trời, dễ, cầu tuột dễ anh ơi. Trời, tôi chơi hoài hồi nhỏ. Xưa tôi chơi cắm cái đầu xuống luôn mà. Cắm đầu luôn. Ui, anh làm gì anh? Ủa anh trai sao vậy? Anh cầm súng. Ôi tách. Hình như phải tách cái kẹo này ra anh ơi. Anh hình gì anh? Anh gì anh trai? À, tôi tam giác anh ơi. Ôi tôi cũng tam giác anh ơi, dễ anh ơi. Để tôi gắn tách lên. Tôi nghe nói là hả, cái này mình liếm kẹo là mình dễ qua lắm á. Ủa liếm luôn anh, vậy để tôi nghe tôi liếm. Mà liếm đầu nào anh? À, liếm cái đầu búi nha anh á. Tôi không chú, không chú tới anh ơi. Thôi tôi tách được rồi, tôi tách được rồi chú ơi. Rồi anh liếm dữ vậy, anh liếm hay vậy, liếm với tôi được không? Đâu, anh ngồi đâu, Tôi đường cái cầu thang á, như vậy. Ôi tôi được anh ơi, được anh ơi, hay quá. Ôi hay quá anh ơi. Anh ơi, con này nó bắn lòi cái não luôn nè. Chết mà cười. Mày chơi thuốc. Mấy người. Anh ơi. Ôi, vậy là hàng mình vô vòng trong anh ơi. Vô anh ơi, vô vậy vô. Bây
mấy game này dễ quá anh, chắc mình kêu ban tổ chức chia tiền cho hai đứa mình về luôn anh. Ừ chứ chơi game dễ quá. Trời ơi quá trời tiền anh ơi, ngàn đô rồi anh ơi. Ôi ngàn đô. Yeah. Tôi du lịch đánh bài du lịch sớm được anh ơi. Ê, mà anh thí dụ anh có tiền anh làm gì? Tôi về đánh bài tiếp, đánh ở sớm du lịch sớm rồi tôi lên xã thị xã thành phố nữa anh. Tôi là phải ước mơ tôi là phải được du lịch. Anh đánh bài như đánh giải vậy anh. Giá tôi chịu nghe hết chuyên nghiệp bao lâu. Bài hữu chuyên nghiệp mà anh. Trời ơi anh không biết hả? Sự nghiệp của tôi vậy hả? Yu-Gi-Oh à? Ôi thần tượng tôi đó, anh biết tao thần tượng luôn hả? Trời ơi. Giờ còn mấy người vậy anh? 9 người. 9 người anh. À 9 người anh. Bây giờ hai mình giúp đỡ nhau đi rồi. Sẽ lấy cái số tiền này chia đôi. Được không? Được anh ơi. Được. 9 người thì rẻ, 1 người lại lớn. Chắc chơi dùng mấy cái gì chơi gì mà team thì sao anh? Không biết nữa. Tôi thấy nãy giờ hình như chơi lẻ không, đâu có chơi team gì đâu ha. Vậy chắc đội nào mà bị mà lỡ mà chơi team, đội nào mà thiếu người chắc xui lắm anh. Ừ. Qua anh chơi chơi tiếp theo chơi gì anh? Chắc tôi nghĩ đánh bài anh, thầy tôi có niềm tin vô đánh bài lắm anh. Không, tôi hỏi thằng mặt vuông mặt tròn tam giác nè. Ủa vậy vậy? Ờ mà nó không trả lời. Trả lời không? Không. Ok. Anh này bị điếc hả ta? Thấy nó cầm súng rồi. Sao? Hỏi nhiều sao nó bắn quá. Ủa chơi gì vậy? Ủa này. Ủa cái gì mà sao phải lên trên vậy? Ui kép to anh ơi. Ôi. Ôi tụi mình cùng một đội anh ơi, rồi tụi kia đó 4 người anh ơi. Tụi này chết. Anh sẽ bấm vô cái màu vàng màu xanh anh ơi. Cái trả vô cái màu xanh anh ơi. Ờ. Kéo lan kéo anh ơi. Kéo đi anh ơi, kéo đi anh ơi. Kéo lan lan kéo lại anh ơi. Yeah. Rồi. Còn có 5 người anh ơi. Khỏe rồi anh ơi. Ừ, rồi lỡ tụi ba cái nó là đồng đội sao anh? Sao mình đánh lại 2 3 mình có 2. À, không, tôi nghĩ nếu mà 2-2 á thì giống như là nó sẽ chia ra. Vậy không. Vậy anh, nếu anh bị đánh tôi chạy trước nha. Không, bây giờ anh với tôi phải phối hợp nhau chứ. Bây giờ con này anh nghĩ đi, mỗi thằng 500 đô cũng sướng đúng không? Bây giờ chia 50-50, thí dụ mà thắng hết đi. À, tôi chia anh 10 đô, tôi 1150 đô. Sao tôi thấy nó gì? Vậy là 50% rồi anh. Theo kinh nghiệm đánh bại tôi thì tôi thấy nó cũng hợp lý. Đó, ơi. Thấy không? Anh chia vậy là hợp lý anh ơi. Trời ơi, tôi là thằng đồng toán học mà anh. Rồi, được anh ơi. Những người đánh bại tôi cần những người như anh phải tính tiền cho tôi. Tôi đánh bại. Anh chỉ việc đánh bài thôi, tôi là tính tiền nhanh hết. Ok. Ủa, không? Được anh. Vậy lần này về mà tôi với anh ra tôi thuê anh làm quản lý với tôi nha. Ok anh ơi. Được anh ơi. Anh ơi. Ôi tôi chơi với người chơi khác anh ơi. Ủa, tôi chơi với một người chơi khác rồi, tóc hồng anh ơi. Bạn này bạn nữ đó rồi. Đón bi anh ơi. Tôi có 2 bi, anh có mấy bi? Tôi chưa thấy anh ơi, mà tôi có 2 bi sẵn trong người anh ơi. Thì đó, tôi hỏi anh Dạ. Tôi thắng rồi anh ơi. Tôi sắp thắng anh ơi. Tôi có 14 bi tôi mới ăn của người này thắng rồi. Tôi chưa kịp đón nữa mà thằng này nó đón sai, nó chết ngắt luôn. Ôi, tôi thắng rồi anh ơi. Hay quá anh ơi, anh đâu, anh đâu, anh đâu. Anh đâu. Ôi, chiếc tiền anh ơi. Ôi, chung kết. Ủa anh ơi. Chung kết. À. Thôi mình chia tiền được không? Ủa, thảo anh mình thắng chia tiền rồi. Chia tiền. Ồ, hay quá anh ơi. Vậy là mình đã thắng Squid Game trong Roblox rồi. Và các bạn nếu như mà muốn theo dõi những cái challenge khác của Squid Rank Squid Game trong Roblox thì các bạn hãy nhớ comment cho mình. Thì khi mà Roblox nó update những bạn mới thì mình sẽ chơi.
Và nếu như bạn muốn mình chơi một cái game gì đó thì hãy comment ở bên dưới các bạn nha. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.